vâng dạ, tiến dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel td media kính thưa quý vị khi đã đến trầm hương không biết từ khi nào trầm hương đã gắn bó với con người không những cải thiện về sức khỏe mà ngày nay nó còn mang vẻ về trang sức cũng như là một thứ sản phẩm xa xỉ nữa thưa quý vị hôm nay thì một ngày cuối tuần tiến dũng hiện đang có mặt ở trước khu thương xá phước Độc thọ bởi vì tiến dũng có người em đó là trầm hương nguyễn cũng có một cái tiệm ở trong khu thương xá của họ này à, ngày hôm nay theo tiến dũng được biết thì uh, trong tháng 11 và 12, đó thì tiệm của cô cũng có những cái chương trình uh, ưu đãi và bây giờ thì tiến dũng kính mời quý vị cùng theo chân tiến dũng đi vào bên trong cũng như là có thể trải nghiệm những cái đặc tính của trầm hương như thế nào và những giá cả thật đặc biệt của tiệm trầm hương nguyễn kính thưa quý vị Dạ vâng thưa quý vị, đây là mặt trước của khu thương xá Phố Học Thọ Một hình ảnh rất là quen thuộc đối với tất cả những người sống ở vùng Orange County này à, Bây giờ thì uh, Tiến Dũng mời quý vị cùng theo chân Tiến Dũng đi vào tiệm của Trầm Hương Nguyễn uh, Chuyên về những cái sản phẩm về Trầm Hương uh, Nếu mà bên ngoài quý vị đi vào thì quý vị cập hiếp hông tay trái này yeah. Quý vị cứ đi thẳng vào và cái tiệm sẽ cũng là nằm bên trái nhưng mà tốt phía sau là à, đi cửa trước này thì vô trong thì nó hơi xa một chút xíu à, nếu mà mình đi cửa sau thì nó gần hơn tí ở trong khu thư sát đô hộ này à, mọi người biết là bán rất là nhiều trời, um, gian hàng từ um, may mặt, rồi nữ à, trang cũng như là ẩm thực đều có ở trong vua thương xá phố Độc thọ quý vị đi một đoạn cặp bên tay trái ha, thì thẳng là túc làm sao còn nếu mà từ cửa xa đi vào thì tiệm Trần hương nguyễn sẽ nằm bên tay phải còn bây giờ thì do tiến dũng đi từ cửa trước thành ra là tiệm trầm hương nguyễn sẽ nằm bên tay trái và tới đây ngay cái tiệm vàng ngọc quan nè mình về tay trái thì lập tức là mình sẽ thấy cái tiệm trầm hương nguyễn Dạ vâng Dạ cũng nằm ngay cái cửa luôn quý vị Rồi bây giờ Tiến Dũng mời quý vị đi vào nha Dạ vâng kính thưa quý khán giả Hiện tại bây giờ đây là quan cảnh bên trong Của khu thương xác Phước Lộc Thọ gửi sao à, Bên trái Tiến Dũng hiện giờ đó là tiệm Trầm Hương Nguyễn Một uh, tiệm cũng khá lâu ở vùng này Cũng như là người chủ Một người em Tiến dụng rất thân à, Cô ta đứng ở trong đó rồi rồi mến chào cô chủ nhỏ Hello, khỏe anh. không dạ khỏe à, ngày hôm nay thì anh đến cái uh, tiệm của em à, được biết là mỗi năm đó ở tiệm mình đều có cái chương trình đi dạ. ăn khách hàng đó dạ nên là sẵn cơ hội này à, nhà em uh, giới thiệu về tiệm mình cũng như là uh, nói về những cái, cái đặc điểm về của trầm hương ở đây như thế nào thưa em dạ À, thì công ty Trầm hương nguyễn là tự rất là tự hào khi là người việt nam đầu tiên đem cái trầm hương này qua nước mỹ này cũng đã 7 năm à, và cũng dời đi coi như là ba bốn địa điểm rồi mới tới cái địa điểm này là địa điểm nhìn chân cuối cùng ừ. à, chứ có nhiều người nghĩ là ô tiệm này là mới mở 2 năm không phải và dạ, trước kia nằm trên đường bít rồi sau đó trên lầu rồi dịch rồi đóng cửa mấy năm rồi ở đâu à, mới mở hả? lại ở đây chứ không phải là mới à, và cái nữa là công ty trầm hương nguyễn cũng có nhiều người thắc mắc là vô à, mua nói là sau vô uh, mua mà nhiều lúc nhiều cái hai ba ngàn đô luôn mà sau uh, Hương Nguyễn không có chịu giảm à, không có chịu uh, bớt gì hết người ta trả năm chục trăm của không chịu bớt lấy lọc cũng không chịu bớt và mỗi công ty mỗi cái policy nó khác nhau à. À, và công ty chậm Hương Nguyễn thì uh, luôn luôn bán uh, đúng giá và đúng chất lượng sản phẩm cho nên à. là nhưng mà mỗi năm Tới 20 tháng 11 và 20 tháng 12 là một tháng cuối năm tri ân khách hàng, năm nào cũng vậy hết. Nếu mà khách hàng nào mà à, xài chậm bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ biết là năm nào tháng 11 à, tới à, tháng à. 12 là bên công ty Trầm Hương Nguyễn cũng có 20% cho tất cả sản phẩm về trầm hương. Ngoại trừ trầm chìm nước và kỳ nam là không có giảm vì hai mặt hàng đó cực kỳ hiếm và cũng rất là ít. Công ty Trầm Hương Nguyễn cũng chỉ có một hai sợi thôi. À, cảm là... ơn Hương. Thế này là đối với... Trầm Hương thì trên trên đầu anh cũng chưa từng làm về chương trình này. Dạ. Vô đây thì nghe cái mùi bát ngát luôn, thơm lắm quý vị ơi. Dạ. À, và cách trình bày đây cũng vậy nữa, rất là bắt mắt luôn. Và trên đây thì thấy rất là nhiều. À, thôi thì để tiếp tục câu chuyện giờ nhờ Trầm nhờ Hương nói về những cái sản phẩm như thế này nè, dạ. nó xuất phát từ đâu cũng như là cái quý giá của nó như thế nào. Dạ. À, thì cái sản phẩm trầm hương thì Hương Nguyễn À, cũng có chia sẻ rất là nhiều ở trên cái uh, trang fanpage bay trầm hương nguyễn của hương nguyễn thì hôm nay chia sẻ trên cái uh, kênh youtube của anh à. là trầm uh, hương có nhiều người hiểu sai là nghĩ là nó là nguyên cái cây nhưng mà nó không phải là nguyên cái cây nha quý vị nó là một cái thân cây gió bầu chứ nó không phải là cây trầm hương nó là cây gió bầu và khi cái cây gió đó nó bị tổn thương nó sẽ tự tiết ra một cái chất nhựa đó để chữa lành cái vết thương cho cái thân cây và à. cái chất nhựa đó lâu ngày nó sẽ tích tụ thành cái lỗi trầm hương ở bên trong thân cây gió bầu chứ nó ừ. không phải là nguyên cái cây trầm hương. và dạ, và cái lỗi trầm hương đó đó à, khi mà tụi công ty bên bên tụi em đó, thu mua về và gia công thành phẩm đó, thì nó sẽ dụng hết 70% nó chỉ còn 30 phần trăm hàng thành phẩm đi làm trang thức thôi oh, wow. à, làm trang sức thôi còn mà nó nó dụng 70 phần đó là để làm nhang trầm nè nụ trầm nè bột trầm uhm. và, và nếu mà trầm núi rừng mọc bên công ty trầm hương nguyễn thì sẽ có hai sản hai loại sản phẩm một loại là do con người mình trồng cấy giống như người ta trồng cây gió bầu và người ta cấy men vi sinh để tạo trầm uh -huh. à, thì cái giá thành nó sẽ thấp hơn nó từ một trăm mấy chục đô cho tới hai trăm mấy ba trăm mấy chục đô uh -huh. còn những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên có quý vị giống như là mình cứ tưởng tượng một cái thân cây gió bầu đó, khi nó bị tổn thương nó mới tạo trầm cho nên là à, nó không có dễ dàng để mà có được những cái lỗi trầm đó và những phu đi điệu trầm người ta phải đi vào rừng sâu rừng xa để người ta khai thác được những cái lỗi trầm đó à và có, cũng có nhiều người thắc mắc là ủa nếu mà mình khai thác trầm vậy là, là mình cưa nguyên cái cây xanh dạ không phải nha à có nghĩa là à, cái cây gió bầu đó nó phải bị gãy đổ một nát nó bị tổn thương nó bị gãy đổ một nát thì nó mới tạo được cái lỗi trầm à. nếu mà cái hàng tự nhiên còn nếu mà hàng trồng cấy thì đương nhiên người ta phải cưa nguyên cái cây tươi để người ta lấy cái lỗi trầm ở bên thân cây ừ. gió bầu nhưng mà riêng hàng tự nhiên là gọi là đi mót trầm nó đi điệu trầm á quý vị là cái cây nó đã gãy đổ một nát rồi chứ nó không phải nguyên cái cây tươi mà người ta cưa xuống mà mà lấy để điều trầm để lấy trầm và và đi vào rừng sâu thì sốt rét rồi thú hoang này kia nọ nói chung nó rất là nguy hiểm cho nên là những cái 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 trầm mà núi rừng mọc tự nhiên nó không hề rẻ và cái giá trị của nó rất là cao nhất là đối về à, giống như là nếu mà đối về cái cái giá trị mà nó khó khăn mới có được và những người đi điệu trầm người ta tin được là trầm à, hương á là được mẹ thiên nhiên ban tặng à, ừ. giống như là à, nó giống như được hút bởi linh khí của đất trời thì nó mới tỏa mùi hương và những người À, phu điệu trầm người ta cũng hay nói cái câu là trong đau thương gió biến thành trầm Có nghĩa là cái cây gió bầu đó nó phải tổn thương nó mới tạo trầm nha quý vị Cho nên là mình à, Mình hiểu sơ về cái trầm thì mình sẽ biết được cái giá trị của nó dạ. Và những cái trầm mà núi rừng mọc tự nhiên á, thì có nhiều loại nó trị giá là từ 500 đô cho lên tới mấy chục ngàn đô cũng có oh, wow. dạ. à, Như hồi nãy Hương nói rằng à, để khai thác trầm đó thì cái phần mà bỏ đi đó là tới 70% mươi phần trăm là đúng mình xài nha. được ba phần trăm thôi dạ. nhìn nguyên cái uh, tiệm đây <laughs> giống thấy như, như trí đây quá này. nhiều nè à, đây nè giống như em sẽ lấy một cái cục này là hàng thô nè thí dụ cái này là một cái cục nhỏ nha nhưng mà à. em lấy để phân tích cho khách nè À. Đây, ví dụ cái này nó là hàng hàng này đó, đó hàng thô này hàng tự nhiên là nó nguyên cục oh. nhưng mà cái này nó bự lắm nha. Nhưng mà cái này em cắt một miếng đem qua đây thôi để ừ. cho thử. Thì đây nè những cái chỗ mà nó bọng như vậy nè quý vị là mình sẽ không có tạo mình không có tiện hạt được, mình chỉ tiện được những chỗ này thôi. Đó, à. những cái chỗ cứng này thôi đó ừ. cho nên là đó những cái chỗ cứng này thôi còn những chỗ bọng này là mình phải bỏ cho nên là nó sẽ dụng hết 70% phần trăm cái hàng thành phẩm wow. và nó chỉ bảy phần trăm cái hàng dụng à, và nó chỉ còn ba mươi phần trăm hàng thôi. thành phẩm thôi. Dạ. Thật ra là với cái uh, trang trí ở đây trình bày ở đây là nhiều như thế này trời ơi, nhìn ra mình tưởng tượng nha cả một khu rừng luôn quá <laughs> mới đầy đủ được uh, trang trí đây như, 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 như đây quý vị ơi uh, và cũng vậy nữa trên đây tiến Dũng nhìn thấy là rất là nhiều Um, khác nhau với trình bày uh, từ những chiếc uh, vòng rồi uh, chiếc lắc uh, rất rất nhiều thứ mà bây giờ chắc uh, phải nhờ uh, Hương ra đây để nó mà giới thiệu đối với vị tiếp nha um, như vậy nè. Hiện tại bên giờ nói hai cái tủ một bên kia và bên đây dạ. và sản phẩm thì nó rất là đa dạng. Dạ. Em có thể nói sơ về cái sản phẩm mình ở đây. À, dạ, cái sản phẩm thì ở đây thì à, bên công ty Trạm Hương Nguyễn có rất nhiều mẫu mã, có nghĩa là những cái mẫu mà mình có thể à, bọc vàng như thế này. Dạ ừ, và b... mình có khắc chữ tài lộc như thế này. Wow, vàng và... thiện luôn dạ vàng thiệt vàng 18K chứ bên công ty em không có làm gì giả chỉ có em giả thôi. <laughs> chỉ có người giả thôi quý vị chứ đây không có gì giả hết. Và đây là à trầm núi rừng mọc tự nhiên và những cái mắt khúc uh, nghệ nhân của bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ làm những cái mẫu như thế này ừ. và rồi mình sẽ bọc vàng lại wow. và cũng có nhiều mẫu uh, nói chung là hơn 400 mẫu, rất là nhiều mẫu. Wow, nếu vậy Đó. thì giá trị của nó sẽ tăng thêm nữa. Dạ đúng rồi nó tùy loại anh, nó tùy loại trầm. Ừ. Tại mỗi một cái thân cây gió nó sẽ tạo trầm khác nhau nó à. không có cây nào giống cây nào hết á ngay ừ. cái cả anh mua một cái chuỗi giống như vậy rồi mai mốt anh nói anh muốn y chang vậy cũng không có có nghĩa là nó chỉ là giống mẫu thôi à. còn cái loại trầm nó không thể giống được vì là mỗi một cái ví dụ như mỗi một cái vùng miền nó cho ra cái mùi hơi khang khát một chút ví dụ ừ. như là à đức cơ lâm đồng lâm hà quảng ngãi ba tơ khánh hòa nha trang quảng bình thì mỗi một cái vùng đất nó cho một cái thổ nhưỡng khác cho nên là cái mùi ừ. trầm nó sẽ à, giống như cái ở nơi này nó sẽ có cái mùi trầm nó có độ nồng cây ở nơi à. kia nó có mùi có hậu ngọt nói chung là mỗi một cái vùng nó sẽ cho ra một cái mùi khác và cái màu yeah. nó cũng tương đối khác cho nên là à, khi mà nói về trầm á thì à, nó sẽ không có giống nhau nha quý vị nhưng mà cái đặc biệt mà hương nguyễn coi như là à, À, coi như là khi bạn bất bất an lúc này á, là quý vị biết sao không à, mình mình không có nói là cái sản phẩm của mình là 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 số 1 là đồ bếp nhưng mà thật sự buôn bán về cái ngành nghề nào bất cứ ngành nghề nào cũng vậy quý vị mình phải đặt cái tâm lên hàng đầu ừ. nhất là cái trầm này anh biết không nó giúp cho những người lớn tuổi á là giống như người, người ta cũng nói là trầm là tránh gió trừ tà ừ. là có nghĩa nó có cái độ độ nóng khi mà giống như nhiều người ta nói người ta đeo đá vô người ta bị bệnh là tại à, vì nó lạnh dạ. còn khi anh đeo trầm vô nó giữ ấm cơ thể là à. nó tránh gió độc nó tránh những cái gió wow. đó cho nên là người lớn tuổi người ta rất cần những cái chầm và những bé nhỏ cũng vậy và những anh chị em kinh doanh cũng vậy nếu mình tin vào cái linh khí của đất trời á uh -huh. thì mình mình tin vào những cái hàng tự nhiên nó sẽ mang tới rất nhiều cái sự may mắn uh -huh. cái đó là cái niềm tin của mỗi người nhưng trước tiên cái chầm hương thật nó sẽ giúp cho con người ta mang đến cái sức khỏe mà không phải là Ừ, Hương Nguyễn công ty nhà Hương Nguyễn làm mà nói nhưng mà cái đó là khoa học nó cũng chứng minh được những cái loại trầm này dạ. Ừ. và tất cả những cái sản phẩm á, đều là bên công ty trầm Hương Nguyễn bán ra là đều có những cái giấy như thế này nè đó Ở giống giống sờ quá vậy dạ, hả? Dạ đúng rồi nó phải là hàng riêng một trăm phần trăm nó không có tạp chất hay là hóa chất gì hết à. và có mít với vàng gì vàng 18 vàng 24 gì là có đầy đủ trong đây ơi ừ, nhìn như giống dạ, kia quá à. dạ đầy đủ <laughs> chứ mình không không có nói miệng được anh vì là như như thế này nè giống như là À, nếu quý vị nào ở gần Mo Phước Lộc Thọ có thể vô Trầm Hương Nguyễn để trải nghiệm để xem những cái hàng trầm giống như trầm thật với lại trầm giả nó như thế nào ừ. và bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì không có bán hàng giả và hàng giả là nếu như mà ai phát hiện ra mà nói hàng giả đó là một Hương Nguyễn đền gấp 10 lần cái giá trị quý vị mua ừ. cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng giống như giá cả ở đây và làm giống như là tùy theo mình chọn thì có nhiều mẫu cũng chỉ có làm 170 đô rồi 4 500 đô chứ không phải cái nào Ủa, nó cũng quá vậy? mắc. Dạ, tại vì em nói rồi mỗi một cái thân cây gió nó sẽ tạo trầm khác nhau. À. Dạ nó không có giống nhau anh, chẳng hạn như là cái cây này là nó là à, tổn thương năm nay rồi cây khác thì nó bắt đầu mới tổn thương tiếp, ừ. rồi 10 năm sau cây khác nó mới tổn thương tiếp. Dạ à. thì mỗi cái cây nó sẽ tổn thương khác nhau. Cho nên là nó sẽ là cái giá trị nó sẽ khác nhau, nó tổn thương càng lâu thì cái cái độ tích trầm của nó càng nhiều thì cái giá nó càng cao dạ oh. yeah, à. nó là vậy nhưng à. mà ra đây á là hương Nguyễn có những cái mẫu hàng giả như thế này nè quý vị hàng này à. là hàng gió giường hàng tóc giường xử lý keo và mùi và màu và hàng sánh chìm sánh ghép là những cái hàng giả tại trà hiện nay giá à, rất là rẻ luôn nhưng hồi nãy em nói đó là tiệm mình không có bán đồ giả đúng rồi cái à, này nhiên, là để so sánh thôi khi em nói tới chữ giả đó thì sẵn đây luôn đi ờ à, em có thể chia sẻ với quý vị là nhìn thế nào, làm sao để phân biệt được cái giả với cái thiệt Rồi đây nếu mà anh quay sát lại thì em sẽ à, à, em sẽ lấy hai cái chuỗi, cái cái này là để mình lấy để mình tượng tượng trưng cho người ta dễ nhìn ha. À. Thì mình sẽ lấy cái chuỗi lớn đi cho người ta Rồi, dễ nhìn. Rồi bây giờ mời quý vị cùng để. trải nghiệm với Tiến Dũng nha. Đây cũng là lần đầu tiên mà Tiến Dũng được trải nghiệm. Thực ra vô đây thì mùi rất là bát ngát luôn. Cái Thông quan trọng à, Và dạ, cái quan trọng nhất là cái cái mình hửi mùi. Ừ. Tại cái người mà người ta chưa chơi trầm á người ta hửi cái mùi giả đó, người ta nghĩ nó là trầm tại vì cái mùi nó là mùi hóa chất nó rất là hôi và hửi nó nó không có giống như trầm thiệt đâu à. trước tiên là mình cho người ta trải nghiệm hửi cái mùi trước đã à. mùi hàng giả và hàng thiệt nó xong rồi bắt đầu mình sẽ chỉ người ta cách coi vân gỗ đây à. À, à, đây là cái hàng thiệt á à, hương nguyễn phân tích như thế này anh có thể zoom sát vô đây dạ yeah. đây là hàng thiệt á là quý vị nhìn rõ nha cái vân gỗ của nó sẽ không giống nhau nha và khi mình xây đúng chiều nó cũng khác mỗi hạt nó cũng khác. Quay gần vô nè, à, vân yeah. gỗ nó không giống nhau. Nó không giống nhau, nó giống như là giống như ngọc trai vậy đó anh. À ngọc hả? trai tự nhiên nó sẽ không có giống, nó không có à. đều. Đây mỗi hạt nè nó sẽ khác nhau và mình xây đúng chiều nó cũng khác nhau hết. À. Và không bao giờ anh mua được một chiếc y chang như vậy. Nó cái vân nó sẽ khác, cái màu nó sẽ khác và cái vân có nó nghĩa sẽ khác. Có nghĩa là trên một khúc gỗ người ta lấy đúng rồi chút, chút chút gì đó đúng hả? Đúng rồi. Dạ. Và Ồ, nó ra. nó là một cái lỗi. nó là một cái lỗi trầm dù một cái dù một cái phân khúc bự như vậy đi thì cái phân khúc này giàu nhiều cái phân khúc kia giàu ừ, ít Và nó, dạ, nó sẽ khác chứ nó không giống nha à. cho nên là mình sẽ không có một chiếc y chang như vậy còn những cái hàng giả đây đây thì hương nguyễn phân tích đây là hàng sánh chìm dạ, sánh ghép mắt thường thì nhìn thấy nó giống giống dạ nhưng mà không giống đâu đây mình xây đúng chiều nó có một kiểu phân gỗ à. cái kiểu sáng tròn sáng cầu à. nó có một kiểu phân gỗ nè Rồi. nó là hàng sánh chìm sánh ghép hiện nay bán rất là nhiều thì cái à. trầm sánh chìm sánh ghép này á thì mình cũng không nói nó là giả một phần trăm được quý vị nhưng mà nó là như thế này nè cái hàng sánh là cái hàng rất là mỏng cái hàng trồng đó, do con người mình trồng cấy nó rất là mỏng và người ta sẽ dùng một cái lớp trầm đó và một cái lớp keo và mùi và màu của hóa chất ừ. xong người ta ép lại thành một cái xới gỗ lớn bắt đầu người ta mới tiện thành hạt à, và à cho nên là hàng trăm hàng ngàn chiếc nó sẽ giống nhau đó à. cái này là hàng sánh chìm sánh ghép nè đó thì hàng trăm hàng ngàn chiếc nó sẽ giống nhau ừ. đó là một loại ha rồi tới đây là hàng nhuộm đây Oh, hàng nhựa, yeah, dạ, tới à, hàng nha. Trời bây giờ, ơi. bây giờ Hương Nguyễn sẽ để cái hàng sánh chìm, sánh ghép xuống dưới và đây là cái hàng nhựa. Hàng nhựa thì quý vị nhìn thấy nè, anh nhìn thấy nè, nó không giống cái hàng thiệt à, được à, không? Khác nhiều quá. Cái hàng cái... nhộm là nó phủ ở bên ngoài và khi hàng mà cái nguyên tắc nó đen như vậy nó phải có vân gỗ vì là nó, nó đã lâu năm rồi, à, nó không thể nào mà nó, nó là tóc, tóc, tóc về xong cái nó phủ một lớp đen và mình xây đúng chiều thì nó cũng phủ có một bên một, nó phủ. Uh... Nó phủ nè chứ nó không phải là đen từ trong cái xới trầm giống như hàng tự nhiên này. Uh... Đó. Nó phủ uh... và nó không phải đen như vậy. Và uh... người ta có thể bán bất cứ giá nào và người ta có thể uh, quanh năm suốt tháng người ta có thể giảm 50 70% người ta giảm suốt Ừ. Uh... Yeah, và thêm một cái nữa, nó rất nhiều loại hàng quý vị. À, nếu mà yeah. Hương Nguyễn chia sẻ mà không biết bao nhiêu loại hàng giả nha. Uh... Rồi, và đây là hàng tóc giường phủ keo, nhuộm màu và phủ keo. Đây nó bóng uh... một cách vô tội vạ. Ờ, uh, nếu mà so với bên kia thì nó khác nhiều lắm. Yeah, dạ, nó khác nhiều lắm, nó không uh, giống đâu. Nếu mà rồi. mình ra tiệm mà mình coi được giữa cái giả với cái thiệt, nó sẽ uh -huh. khác. Và cái đó là cái nhìn thôi nha. Còn tới cái hửi nữa, mình sẽ thấy nó khác nữa. Dạ, uh -huh. yeah, tới cái hửi nữa là mình sẽ cảm giác được là nó uh -huh. sẽ... Một chút nữa là em sẽ cho anh hửi thử giữa cái hàng giả và hàng thiệt. Uh -huh. à, và khi anh uh, vào đây uh, thăm em và quay những cái này, uh, anh yên tâm một điều là anh không có uh, đến sai chỗ uh -huh. để uh, giới thiệu đến... Uh, đến 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 tất cả khán giả vào wow, rất là hấp dẫn dạ. cảm ơn hương cũng là lần đầu tiên mà được trải nghiệm là như thế nào mà biết giữa cái giả dạ. cái thật thì đơn giản thôi vàng ta còn làm giả học sò nó còn rồi, làm giả mà dạ. những cái đầu có giá trị như vậy thành cái chuyện giả là chuyện bình thường dạ chuyện giả là chuyện bình thường nhưng mà nhưng mà có một câu như thế này thì hương nguyễn cũng nói là à, ví dụ như cái này nè anh nếu mà mình nói nó giả một trăm phần trăm là nó không đúng cho nên là nhiều người người ta vẫn à, bán hàng người ta vẫn ghi cho mình cái giấy là trầm hương trầm hương ừ. nhưng người ta không dám để nó là hàng zin một phần trăm không có hóa chất tạp chất như công ty em làm ừ. và người ta không dám bảo đảm là vì sao vì cái này nó là à, nó là hàng gió giường hàng tóc giường xử lý keo với với màu yeah. thì á, dân trong nghề sẽ gọi là hàng tóc giường đã qua xử lý Dạ, yeah. cho nên là nó nhưng mà người ta sẽ không phân tích cho mình hiểu là xử lý như thế nào, xử lý hóa chất, mùi màu keo như thế nào. Nói chung là trầm phải để zin để mọc 100%, chỉ đánh nhắm mịn thôi. Chứ còn trầm mà xử lý bóng hay là xử lý màu rồi đó là nó nó toàn bộ là hóa chất thì nó sẽ không nó rất là độc hại. nha yeah. à, à, thì đó như hồi nãy hơn nói là cái trầm này đó thì nhiều người người ta đeo vào rồi người ta À, có thể hạp cái cơ thể rồi thì là thấy cơ thể dạ. ấm hơn. Dạ đúng rồi, à, nó tạo đó. cho cái cơ thể mình ấm à, hơn. Nhưng mà anh đang nhìn thấy hương đeo, anh đeo trên người một cái sợi dây gọi là dây chuyền hả? Dạ dây chuyền. Ờ à, nó cũng rất là fashion chứ dạ, nó cũng dạ. uh, bụi bụi ghê chứ. Dạ. <laughs> có nhiều người nói là đeo trầm sẽ giống, giống thầy tu nhưng mà không Ê phải dạ. đâu, đeo trầm nó rất là thời trang nha, tại mình biết cách đeo. Và anh biết không, có những món hàng em rất là tâm đắc luôn. Giống như cái món Ô, cái hàng này. Đó. vậy? Dạ, cái này là một cái mắt giống như là người ta gọi là trầm mắt tử có nghĩa là nó nằm ngay cái mắt của anh ngay cái oh, nhánh hả? Yeah. Đó, là ngay cái nhánh nó như thế nào là công ty tụi em không có tạo hình chỉ để chỉ là uhm. chỉ là chạm thêm rồng ẩn thôi nhà yeah, oh chạm ơi. thêm rồng ẩn thôi chứ không tạo hình nha có nghĩa là nó nguyên một wow. cái mắt trầm như vậy đó nó nguyên một miếng như vậy đó cái điều này rất là hiếm em hả? da hiếm rồi. và chỉ có một cái không bao giờ có cái thứ hai và có cái anh kia anh đã đặt rồi à. và vài bữa anh ra anh đó, lấy thì nếu cái, vậy, này, cái, cái này cái chỉ... này chắc nó nó mắt hương vàng không À, cái này hả? Cái này là 14.600. À, <laughs> và và cái 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 mùi của nó rất là đỉnh. Wow. Yeah, đây nè, anh hửi thử một một à. miếng mùi trầm nha, anh không ít mạnh nha, anh hửi từ từ thôi. Dạ, yeah, như đó, mùi nhưng yeah, mà yeah, tại vì cũng nó chưa trải nghiệm đó. chưa trải nghiệm. À, hả? Yeah. Mình ra là mình... Cái mùi nó có độ nồng cay. Nó ừ, giúp ừ. mình uh, giảm stress, giảm căng thẳng rất là nhiều. Và dạ. bên công ty Trạm Hưng Nguyễn thì có rất nhiều những cái mẫu mã độc như thế này Nó Đặc có biệt gì? như vậy là dạ, có, đặc có biệt. mấy anh vô đây là chặt chỗ hả? rồi. Dạ, tại vì có nhiều người người ta không thích đeo đụng hàng, người ta à, thích hả? đeo những cái gì mà người khác không bao giờ có. À, mà nghĩ rằng như hồi nãy Hưng nói đó ở thiên nhiên thì không có cái nào giống cái nào. Dạ hết, đúng rồi, không có cái nào giống cái nào hết. À, dạ. Đó thì à, sẵn đây bên thấy bên kia rất là nhiều mà có thể gọi là nó sang hơn nữa mà chắc có lẽ là nó mắc lắm hình em mới để trong cái tủ khóa như vậy nè à, dạ à, giờ nhờ 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 hương qua hương nói thêm về phần bên đây ha dạ à, trước cái khi à... mà hương sẽ gửi đến quý vị những cái giá cả mà gọi là giảm à. À, trong cái mùa lễ thay xí viên này à, kéo dài một tháng Đúng à. rồi, kéo dài một tháng là 20% từ 20 tháng 11 đến 20 tháng 12 còn tất cả những ngày còn lại là đúng giá niêm yết của công ty mà bán chứ không một đô cũng không giảm nha quý vị vì cái tiêu chí của công ty trầm hương nguyễn là à có nghĩa là đúng chất lượng đúng giá trị và đúng sản phẩm chứ không phải là nâng lên rồi giảm xuống rồi lúc nào cũng giảm là không có đúng cho nên một năm chỉ giảm có chi ân một lần một thôi à và giống như những cái món đặc biệt nhất là những cái món này món này thì hương nguyễn không bao giờ bán và không cũng có dạy. rất nhiều người trả giá và tất cả trong đây những món nào cũng bán hết riêng món này không bán đây là cái món này gọi là À, giống như là trong nhân gian mà những người đi điệu trầm á thì là có bốn loại kỳ nam à. nhất bạch Nhì, thanh tam quỳnh tứ hắc là bốn loại kỳ nam mất nhất trên đời thì hương nguyễn công ty trầm hương nguyễn đã sưu tầm được ba loại à, hắc kỳ à, thanh kỳ và huỳnh kỳ còn à. bạch kỳ là chưa có à, cái, thì nghĩa cái này là giống như là... collection của em dạ hả? đúng rồi đây là huỳnh Trời kỳ. Ơi. Dạ cái này thì có người trả trên 100 ngàn đô nhưng mà em không muốn uh, đàn ông người ta có bộ collection rượu Người ta tưởng nhiều <laughs> tiền ai giờ đàn bà mà collection này cũng nhiều dạ, tiền còn hơn không rất kém á nha là mê cái này Nếu đấy. mà ai mà là những người mà mà giống như là biết về Trầm và Kỳ Nam Biết về cái độ giá trị của nó người ta sẽ uh -huh. hiểu được là nó mắc như thế nào uh -huh. Và những và cái này á là anh biết xong không? Anh có muốn em lấy ra không? hả? Uh -huh dạ không dạ, phải chịu hoa tại vì cái bởi dạ vậy đồ có đánh sền mà trong tiệm mà, mà mà cô chủ nhỏ này kỹ dễ sợ luôn á tại vì anh biết sao cái đó là nó không có mình mình họ cũng cũng chỉ để cho người ta chiêm ngưỡng thôi chứ à. không có bán dạ wow. vì là anh anh nhớ là có một cái phim lật mặt của lý hải lật mặt năm không thì võ thành tâm là đóng vai chính trong đó à. và võ thành tâm cái phim đó nói về kỳ nam nè và dạ, cái võ thành tâm nói là chị hương ơi ở ngoài tiệm chị có kỳ nam không À, chị cho em coi thử đi chứ em đóng cái phim đó người ta đưa em kỳ nam đạo cụ không à hey. ta chưa thấy kỳ nam thiệt dạ yeah. ờ oh, wow. đây là gọi yeah. là kỳ nam dạ kỳ nam và và một cái mặt như thế này là cũng không có tạo hình nha anh giống như một à, cục như vậy nè một cục như vậy và oh. bên tụi em chỉ là bọc vàng lại thôi uhm. chứ tụi em không có tạo hình và bây không bao giờ bây không. có cái thứ hai giống y chang vậy trời ơi coi như là đang đặc cầm trên tay gì? mình đó hả <cười> <cười> là, là <cười> giá <cười> trị <cười> lắm lắm luôn dạ cái này là À, một anh là chủ nhà hàng cũng ở bô sa mình đã à. trả là ban đặt anh đó thì trả 80 000 ngàn trời ơi à còn à còn à, á hậu thái như ngọc á à. thì nói là khi nào mà chị muốn bán cộng này 100 trăm ngàn thì chị nhớ tới em là người đầu tiên trời dạ ơi. nhưng mà hương nguyễn có nói là không có bán dạ chỉ anh là tưởng uh, chỉ có những người mà chơi giống như chơi uh, những cái vỏ mà đắt tiền đó dạ. mới tốn tiền nhiều thôi ai giờ cái này còn ngồi, ngồi hơn nữa nha dạ này. vì là uh, vì là anh biết sao không? có nhiều cái mình đã bán rồi mình không bao giờ mà anh tìm lại một cái thứ hai được như vậy anh có tốn bao nhiêu tiền anh cũng không tìm lại được à, em như vậy thì nói về nguồn gốc thì tất cả đây đây là trầm ở việt nam mình việt hay nam là dạ à, và hương nguyễn cũng nói là chia sẻ với quý vị là tất cả những loại trầm ở các nước thì trầm việt nam là tốt nhất và Ồ. trầm việt nam là số một dạ à. thí yeah. dụ như là ở vùng ở một cái vùng bán đảo indo đi người ta cũng có trồng cây gió bầu để tạo trầm nói chung à. là ở nước khác người ta cũng có trồng cây gió bầu ở giống như là ở miền nam á của mình đó là có có trồng cây gió bầu hết để tạo trầm nhưng mà chỉ có việt nam mình mới là cho ra cái loại trầm tốt nhất thôi ừ. vì cái những cái 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 vùng núi mà những cái vùng mà nó càng khắc nghiệt á thì nó tạo trầm càng tốt Giống à. như là nắng, gió đồ Bởi vậy cho nên là người ta mới có câu là Trong đau thương gió biến thành trầm à. đó quý vị Và yeah. nó phải trải qua sự tổn thương Thì bắt đầu nó mới tạo trầm Tạm cho nên lên. là à, Những cái nơi đó nó phải là khắc, khắc nghiệt Và nó phải ừ. là cằn cỏi và Và dông bão rồi ngập lụt Nó phải nhiều thứ nó kết ừ. hợp lại với nhau Thì nó mới tạo được trầm à, à. Cho nên là trầm Việt Nam là tốt nhất nhau quý vị Trầm à. Việt Nam là số 1 Và Hương Nguyễn giải thích thêm về cái kỳ Nam À kỳ Nam là bây giờ anh qua anh đây thì em sẽ à, cho anh chiêm ngưỡng thêm một cái à, sợi kỳ nam nha vui quá quý vị à, hy vọng rằng với video clip này thì quý vị cũng như tiến dũng uh, trải nghiệm uh, những cái điều uh, mới mẻ thật là thú vị à có ừ, nhiều uh, người có nhiều người cũng rất là vui là nói là ô uh, trầm uh, mà mắc như vậy hay là kỳ nam mắc vậy để mua vàng sướng hơn dạ cái đó là tại vì uh, có nhiều người chưa trải nghiệm về trầm và kỳ nam chứ nếu mà đã trải nghiệm rồi á uh, vì là có rất nhiều khách hàng của em à, đã một một người thôi nha mà sở hữu là cỡ 200 ngàn tiền trầm à, với Kỳ Nam oh, yeah. wow. Tại vì người ta biết về giá trị của nó và người ta à, có một bà chị đó chỉ thích đeo trầm chìm nước Và Kỳ Nam là loại dách lầu loại mắc nhất trong các loại chầm uhm. à, và, và Kỳ Nam là cũng mắc cho nên là chị chỉ thích đeo hai loại đó thôi Và chỉ có một ông anh À đeo một cái dòng Kỳ Nam mà hạt 14 ly mà anh biết Kỳ Nam mà để làm được một cái hạt 14 ly nó không có đơn giản vì nó cái hạt hạt này là 9 ly nè. À cái à. hạt 14 ly thì nó rất là bự. À đó à. cho nên là chị mới nói là anh đeo cái dòng đó là không phải mua của em. Nhưng mà anh đeo cái dòng đó em hỏi chị là cái dòng của ông anh chị là chị giá bao nhiêu? Chị nói đâu có bao nhiêu đâu mới có hai căn nhà thôi. Trời ơi. Dạ. Wow. wow. Dạ. À oh, và oh. đây đây là cái uh, chuỗi kỳ nam thì à. khi kỳ nam á là mình người ta nói làm sao để phân biệt được kỳ nam với trầm hương quý vị nhìn thấy rõ nha kỳ nam á là nó cái cái độ của nó cổ 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 và cái vân nó không có giống như trầm đây là à. trầm nè nó khác nhau hết nha nó không giống đây trầm đây đây là Dời trầm ơi. đó còn đây là kỳ nam cái này là trầm còn cái à. cái này là kỳ nam đó và đây là cộng kỳ nam này cái giá trị của nó là 68 000 ngàn đô mời yeah. nhưng mà nhưng mà có nhiều người mua những cái cộng xấu hơn cái cộng của bên công ty trầm hương nguyễn nữa ừ. mà mua một trăm mấy chục ngàn trời ơi, yeah. giá trị dữ vậy ta yeah. và khi anh wow, wow, và wow. và và anh vừa quay em vừa cho anh chim ngưỡng thử cái mùi luôn oh, nè mời cho anh thử thử cái mùi 68 000 à. quý vị ơi yeah. và và cho anh thử thử cái mùi kỳ nam à, nha dạ có cái mùi nó dạ, có độ nồng cay và dạ. và mùi nó là vĩnh viễn mùi nó là không có hết mùi nha quý vị khi mà mình bảo quản đúng là cái mùi nó là vĩnh viễn nó không bao giờ nó hết mùi. Oh. Dạ và mình cứ hít nhẹ 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 và nó giúp mình giảm stress và nó 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 giúp mình ngủ ngon rất là nhiều um. và à, sau này em em muốn có một cái buổi như thế này nè à, tại vì em là em em muốn thỉnh thoảng em sẽ làm một cái buổi trà chiều và à. em sẽ mời tất cả những người mà đam mê trầm và kỳ nam á người Ủa? ta xài rồi của à, em cũng có và người ta có thể mua chỗ khác cũng có đến hội tụ và chia sẻ về những cái cái giá trị của nó là anh hả? sẽ biết trời ơi, vô tiệm này là nợ mà thử mùi không người mùi lát giới sợ luôn dạ yeah. ờ à, như em nói hồi nãy là cái mùi nước vĩnh viễn cái là sao nghĩa là từ cái này nó phát ra mùi đúng rồi cái 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 trầm thiệt là nó nằm ở trong cái sới nè anh từ trong à. cái sới này nè nó ma sát vào cổ tay là nó nó tỏa cái mùi ra oh và nếu mà mình đeo thời gian mà mình cảm thấy là nó mùi nó hơi giảm là mình bỏ vô cái hũ như thế này mình đậy lại khoảng 2 tuần ừ. mình mở ra lại là cái mùi nó trở lại nó không bao giờ nó bị mất mùi luôn á nha ừ. yeah. nếu vậy thì có trường hợp mà giống như nó lên nước không em, em giống có. như mình đeo mà cảm thạch này nọ đó đúng thấy đó. cái kỳ nam đó đó anh càng đeo nó càng bóng à. ha cái này nó đậm màu và nó bóng trầm này cũng vậy luôn ví dụ à. anh thấy nó cỡ này nhưng mà anh càng đeo nó càng đậm màu và nó càng lên dầu nó bóng Ừ. nhưng mà tùy theo loại hàng nha cái này là thuộc dạng hàng vip thuộc dạng hàng mắc tiền hàng cao cấp còn những cái hàng mà năm bảy trăm đô á dù là à. hàng tự nhiên luôn nhưng mà anh đeo nó sẽ đậm màu thôi chứ nó không bóng Dạ, à. yeah, đeo nó sẽ đậm màu thôi nó không bóng những cái hàng như thế này nè đó những cái hàng như thế này nè đó và oh. yeah, những cái hàng như thế này vẫn là hàng tự nhiên luôn à. nhưng mà khi mình đeo nó sẽ đậm màu thôi chứ nó không lên dầu và yeah, vì cái độ dầu của nó chưa có đủ nhưng mà nó không phải là trầm non nha quý vị Tại vì nó là non là không bao giờ tiện hạt được nó rất là mềm cái thân cây gió nó rất là mềm cái này nó đã tạo trầm rồi nhưng mà cái tạo trầm càng lâu năm thì cái giá trị nó càng mắc nhưng mà với đồng thời là mình không biết được bao nhiêu năm tuổi đâu nha quý vị à... có nhiều người bán trầm á nó nói là 300 năm tuổi, 500 năm tuổi nói không đúng sự thật. Vì cái cây gió bầu nó tổn thương mình đâu biết nó tổn thương từ khi nào đâu mà mình biết nó bao nhiêu năm à, tuổi. Dạ. Yeah. À. Mình mua hàng thô là mình xem theo cái độ dầu của nó càng nhiều thì cái giá trị nó càng cao thôi. Dạ. Yeah. À, cảm ơn Hương rất nhiều nãy giờ đã chia sẻ những cái kiến thức căn bản và kể cả trong nghề nữa nói về trồng. Anh thấy như thế này nguyên cả khu phức hợp hội gần như có của tiệm em ở đây mà quá lớn như này nữa à, nghĩ rằng cái lượng khách hàng của em cũng, cũng nhiều lắm dạ à, bên công ty trọng hưng nguyễn thì không phải là chuyên về bán lẻ ra không mà có bỏ hô sale cho các đại lý ừ. nhưng mà bỏ hô sale thì thường người ta sẽ mua những cái hàng do con người trồng cấy giá nó khoảng một trăm mấy chục đô cho tới hai trăm đô cho tới ba trăm đô dạ ừ. cái đó là do con người mình trồng rồi ừ. cấy men vi sinh để tạo trầm còn cái hàng tự nhiên này thì thường khách hàng tìm tới công ty Trầm Hương Nguyễn mua thì người ta sẽ mua cái hàng tự nhiên nhiều hơn à. còn cái hàng trồng là chỉ có là đa phần là bán wholesale ra ngoài. Dạ. À. Vì cái bán wholesale ra ngoài thì cái giá nó thấp người ta dễ bán hơn và người ta bán thì có nhiều người cũng nói tùm lum ấy. giống như hàng chồng bệnh giống như hương nguyễn nói rồi cái cái này là cái sản phẩm nói về sức khỏe nói về tâm linh cho nên là mình ăn gian nói dối nó sẽ không tồn tại quý vị cho nên hàng gì mình phải nói hàng đó còn có nhiều người nói là tại sao mà biết được hàng chồng với hàng tự nhiên dạ biết hết vì cái hàng chồng á thứ nhất là cái mùi nó sẽ rất là ít dạ yeah. và cái vân nó đủ nó cũng không đẹp bằng cái hàng tự nhiên đây là hàng chồng nè đó hàng chồng giá yeah. là 180 đô nè đó cái này là hàng trồng anh nha. thấy cái sớ nó không đẹp và giống như dạ, bên kia đúng rồi nó không đẹp bằng nó chỉ là người ta gọi là hàng tóc giường đó anh ừ, thì nó chỉ là thôi. tóc thôi đây nè đó nó chỉ là tóc ừ. thôi cho nên là người ta mới đem những cái này người ta đi nhuộm người ta đi tẩm người ta đi đi làm này làm kia để người ta giả những cái hàng mắc tiền người ta bán à, wow. yeah. à, trở lại như nói là trong phú lộc thọ này đó kể như là có một mình tiệm của em lớn như vậy dạ. và nếu vậy thì cái duyên nào mà dẫn em đến cái chơi cái đam mê về đam mê trầm cái về... này, à? à. dạ tại vì vậy nè ba mẹ em á là không có à, phải là xuất thân từ cái nghề chậm này ba mẹ ruột của em à. dạ nhưng mà là ông tư là em của bà nội em à, em của bà nội em là giống như em kêu bằng ông tư á là ở châu đốc ở tịnh biên là giáp ranh với campuchia uh -huh. là hồi đó là chuyên về buôn những cái hàng thô mà gỗ rồi trầm uh -huh. thì em là gia đình em là có bốn chị em gái thì uh, ba em cho một bé em lúc đó 3 tuổi thì cho về cái gia đình đó là giống như cũng cho bà con thôi uh -huh. thì mình lên xuống mình lên xuống mình thăm em mình và từ nhỏ là em đã thích gỗ rồi có nghĩa từ nhỏ đã thích gỗ rồi xong rồi bắt đầu mới thấy thấy có thấy trầm bắt đầu tìm hiểu bắt đầu cứ hỏi này hỏi nọ hỏi kia rồi mình coi như là đam mê hồi nào không biết luôn và coi như là rất rất là mê luôn chứ không à. phải là còn nếu mà về trang sức mà công ty Trầm Hương Nguyễn làm thì trên 10 năm thôi quý vị còn nếu mà nói về gia đình người thân thì nói về hàng thô về trang sức này thì cũng là làm trên 30 ừ. Ừ. năm nhưng mà thời đó là bán là đa phần là bán cho À, trung đông là mấy người nước ngoài người ta về việt nam á người ta tìm à. những cái loại trầm quý người ta mua đó, rất là nhiều à, những những người đó là người ta đi chung tour với lại những người mà hướng dẫn viên du lịch đó người ta dẫn tới mua à. như vậy thì khách hàng mình ở đây như thế nào em ở đây thì đa phần là dân du lịch à không khách hàng của em ở đây hả là à, đa phần là khách ở vòng vòng đây và khách xuyên bang cũng có và khách à. canada cũng có ở pháp cũng em có em nhận ship hàng có. chứ hả dạ, dạ có chứ. dạ có À, à. có nghĩa là công ty Trầm Hương Nguyễn là ship miễn phí trên toàn nước Mỹ và Việt Nam và công ty Trầm Hương Nguyễn là cũng có tại Việt Nam là ở số 188 đường Nguyễn Văn Khối phường 9 à, quận Gò Dấp, Sài Gòn. Ừ. Còn ở Mỹ thì nằm trong Mo Phước Lộc Thọ unit là 146. Ừ. À, nhưng mà bình thường thì công ty Trầm Hương Nguyễn cũng có ship trên toàn nước Mỹ và Việt Nam miễn phí nếu ai mua món hàng nào trên 200 đô. Wow, trên 200 đô là được yeah, ship miễn phí, được phí đó. Ship miễn wow, phí. cô chủ này nhỏ nhưng mà chơi lớn nha. <laughs> nhưng mà công ty em á là à, anh có biết không là ship hàng qua Úc nè, qua Canada nè, qua Pháp nè, ship nhiều oh, lắm luôn á. Dạ. Oh, yeah. Hay quá vậy? Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ nhờ Hương sẽ nói về cái phần mà on sale cái phần on mà sale. gọi là tri ân khách hàng đó yeah. Chắc nghĩ nãy giờ khán giả cũng đã mong mỏi điều này chờ dạ. đến điều này. Dạ, đó thì khi mà bên công ty Trầm Hương Nguyễn mà ơn khách hàng thì 20 phần trăm giống như là ví dụ quý vị mua cái vòng đó 500 đô à. thì còn là 400 đô. À. Dạ, mua cái vòng đó 1.000 đô thì còn là 800 đô trên tất cả sản phẩm về Trầm Hương. À, nhưng mà riêng về Kỳ Nam và Trầm Chìm Nước là Hương Nguyễn không có giảm giá nha quý vị. Vì Kỳ Nam rất là mắc công ty Trầm Hương Nguyễn cũng chỉ có một vài sợi thôi chứ cũng không có nhiều. Dạ và Trầm Chìm Nước cũng vậy. À, trầm Chìm Nước là trầm chìm nước tự nhiên nha. Chứ quý vị đừng có nghe là ô trầm chìm nước bên công ty Trầm Hương Nguyễn nó bán sao mà hăm mấy 30.000, 4 50 ngàn mà mình thấy trên kia nó cũng quảng cáo trầm sánh chìm sánh ghép mà có mấy trăm đô. Dạ trầm sánh chìm sánh ghép là khác với hàng trầm chìm nước tự nhiên nha quý vị. Vì sánh chìm sánh ghép người ta không phân tích, người ta không giải thích cho mình là làm bằng cách nào nhưng mà nãy Hương Nguyễn có chia sẻ rồi đó. Nó là miếng trầm sánh là do con người trồng cái và nó, nó 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 tạo từng lớp cho nên là à. nó đại trà và nó rất là nhiều luôn mình muốn một ngàn chiếc cũng có còn à. riêng trầm chìm nước tự nhiên á thì mấy chục ngàn ký hàng thì mới là những cái lỗi tránh giữa cái độ dầu nhiều nhất nó mới đủ cái độ nặng để chìm vì gỗ nó sẽ nổi mà nó đủ cái độ nặng để chìm thì cái giá trị nó rất là cao và nó rất là mắc và nó cực kỳ à. quý hiếm à, người hoa người ta gọi trầm chìm nước tự nhiên đó là hàng dách lầu á quý vị và dạ, hàng à. dách lầu là hàng mắc nhất trong các loại trầm nó cũng à. nó cũng là để xem tám mười với kỳ nam đó dạ nó mất tám với kỳ nam. nghĩa là em nói mấy cái phần đó là để vô nước nó chìm đó đúng hả? Đúng rồi, đây nè em có em em có một sợi 8 ly. Và à. sợi 8 ly này là anh có biết là em hình như là 3 năm mấy 4 năm mà em mới có được một sợi 8 ly. Ồ. Đây nó là gỗ, Ê, gần như là gỗ đúng không ạ? À. Nó là trầm nhưng mà à, cái à, lỗi ngay à. chính giữa. À, Giống như là đây. Mà để vô nước thì nó chìm. Để vô nước nó chìm. Ồ, nhưng mà khi quý vị nhìn thấy cái màu của nó nhưng mà vân gỗ phải nhìn thấy nha chứ à. không phải mà mà mấy người kia người ta làm hàng công nghệ đen thui tù lùi nặng cũng chìm nhưng mà nó là phủ nó là ừ. nó là keo thôi nha còn cái này là nó là chìm nước tự nhiên nè và wow. mỗi hạt ừ. nó cũng sẽ khác nhau nè Chắc nó nhau. không giống hết nó ừ. không giống được và yeah. wow. và chìm nước tự nhiên cho anh chiêm ngưỡng thử cái hàng chìm nước tự nhiên thử Dạ, yeah. yeah. Dũng cầm giùm quý vị nha yeah, Bây giờ đó. Mình, mình anh cầm anh thử nhẹ không hít mạnh nha yeah, là một mùi khác mùi khác hồi nãy giờ mấy sợi yeah. dây khác nhau thì mùi đó, đó nhưng mà nó vẫn là mùi trầm hả có nghĩa là nó vẫn giúp mình thư thái đầu óc và Rồi. dễ chịu Này mày giấc sáng ngủ dậy hà tối ngủ á Thử chắc bị ghiền á nha yeah. Nó lát vô cùng luôn á ghiền ghiền, ghiền, ghiền nặng ghiền. luôn Và anh biết là những cái chầm chìm nước này á Giống như anh thấy cái giá của nó nè Đó cái này bốn mấy ngàn oh. Cái này là 8 ly nha tám à, à, ly dạ yeah. <laughs> và cái này á, là những người mà để người ta sở hữu cái chuỗi này cực kỳ khó và cực kỳ hiếm nguyên công ty em chỉ có một chuỗi này 8 ly chìm thôi ừ. không có chuỗi thứ hai tại vì nó ừ. nó cực kỳ hiếm và cực kỳ khó để có vì là em nói rồi ví dụ cái lỗi chầm nó ba lớn vậy nè giống như cái lỗi trầm này đi uh -huh. nó bự thì bự đi nhưng mà cái lỗi ngay tránh giữa cái độ có dầu nhiều à. nhất nó mới chìm dạ uh -huh. yeah. cho nên là nó sẽ không có dễ dễ để mà có được cái loại chìm nước uh -huh. yeah. nên yeah. cái này là nó là à nếu mà tiện ra cái này thì nó tầm hàng à, vẫn là nằm ở hàng thấp còn những cái hàng mà hàng cao cấp thì cái màu dầu cái dầu của nó sẽ ăn sâu vào nó sẽ đậm hơn nó đẹp hơn ừ yeah. ờ. cho nên là cái chìm nước tự nhiên này cực kỳ hiếm và cực kỳ mắc nhưng mà nếu mà ai sở hữu được thì quá đỉnh luôn dạ yeah. yeah, à, để giờ... sau này mình để lại cho đời con đời cháu của mình làm quà luôn á yeah. à, nãy giờ hiểu vị đã nghe cô chồng cô hương đã nói nhiều về uh, đặc tính của trầm hương ở đây cũng yeah. như là về uh, chương trình đặc biệt vào cái mùa lễ này và cũng vậy um, quý vị muốn liên lạc thì cứ uh, gọi số điện thoại hay là uh, nhắn tin hay là thế nào đó uh, điện thoại tiến dụng đã để trên màn hình cho quý vị nha yeah. uh, như thế này nữa chưa có hết đâu uh, Còn nhìn, nhiều nhìn, lắm uh, nó, nó, nó phong phú vô cùng quý vị ơi uh, bên kia rồi Rất uh, thấy đẹp. ví dụ như uh, mấy cái quạt á, thấy cũng đẹp dạ đó. nhưng uh, mà quạt đó là hàng chồng thôi đó là à. hàng sánh đó anh hàng chồng á ờ để mình quay yeah. gần cho quý vị nhìn thấy nha đó còn không hàng tự vô, nhiên còn... mà hàng B... tự nhiên mà làm cây quạt đó là à. mắc lắm không mua nổi <laughs> mình đứng ở trong đây mình tưởng giống như mình vô trong tiệm jewelry á dạ yeah. ờ không phải là tiệm trầm rồi phía bên dưới à, đây là những cái lắc đeo tay hen dạ dưới nữa thì cái này để đốt trầm hơn đúng rồi mấy cái lư bằng gỗ à. với lại lư bằng đồng để xong trầm á anh ta à, xông mấy còn ngày mấy tết á à, để nhang này nọ nè yeah. à, mà đặc biệt ở trên đền á có cái anh đang Nguyên trở nữa Dạ Đan Nguyên, Đan Nguyên là đại sứ thương hiệu à. cho công ty chồng Hương Nguyễn Cũng vui Đan Nguyên thì Tiến Dũng hay đi show mấy lần chung ở bên Hawaii Ở đây cũng hay gặp Cảm dạ ơn vâng, sẵn cơ hội này thì quay cho quý vị nhìn thấy Nếu như quý ở xa chưa một lần đến tiệm của Trần Hương thì quý vị có thể uh, chiêm ngưỡng bằng mắt trước Nhưng trước khi mà mình đến đây thì quý vị cứ uh, uh, vui lòng gọi số điện thoại uh, liên lạc uh, hương thì chắc chắn rằng ngoài cái chuyện mà hướng dẫn cặn kẽ giải thích cặn kẽ bởi vì được cái giá discount một cái giá giảm giá trong cái mùa lễ này nữa thì không còn gì tuyệt vời bằng uh, nhất là trong cái mùa này là mùa lễ tạ ơn uh, con cái có thể mua cho ông bà để làm quà làm một cái cử chỉ thay cho lời nói mà nó rất là hữu hiệu nữa nó thiết thực nữa dạ yeah, đúng <laughs> rồi anh biết có nhiều người hả em em có công ty việt nam nhưng mà à, chị đó chị khách đó dễ thương lắm chị ra đây chị mua chị mua cũng uh, mấy ngàn á à. và mua nhang nữa À, chị nói là mua, vừa mua sản phẩm mà vừa mua nhang nữa Mà chị nói là chị không muốn muốn mua công ty của em ở Việt Nam à, Chị muốn trả tiền, chị muốn ra đây, chị lựa bên đây Chị trả tiền bên đây rồi công ty Việt Nam ship cho mẹ chị à, Vì chị muốn mẹ chị là là được cái cái, cái mùi trầm để nó hép cho sức khỏe của mẹ chị rất là nhiều Cho nên chị rất là thích từ cái nhang trầm cho tới cái sản phẩm trầm, chị rất là thích à, Mới đầu là chị cũng thử thôi, chị xài trước rồi chị mới mua cho mẹ chị ừ. yeah. à, Cái đó là à, em nghe, tại vì chị nói là người lớn tuổi mà biết rồi người người ta sợ tốn tiền lắm, cho nên mình làm con mình mua chỉ còn dặn là cắt cái thác ra, đừng có để cái giá trên đó à, vẫn nói với mẹ là giá trị nhưng mà không có nói cái giá trị thật, không có nói cái giá mắc như vậy. Tại vì cái người lớn tuổi người ta thích hửi cái mùi chậm nhiều thì đương nhiên sẽ mua những cái hàng cao cấp, những cái hàng mà nó nó lâu năm cái độ chậm nó nhiều hơn, ừ. nó nó mùi nó nhiều hơn thì người ta sẽ thích hơn. Cho nên là chỉ có rất nhiều con rất là dễ thương và yeah, rất nhiều con rất là dễ thương vâng à, thưa quý vị trên tay dũng hiện tại bây giờ đang cầm một cái quyển mà nó giống như là cách hướng dẫn sử dụng à, cũng như là cách trình bày uh, catalog đó, yeah, uh, cho các sản phẩm của trầm hương nguyễn đây à, điều đặc biệt ở trong này đối với vị uh, ca sĩ đan nguyên được chọn làm uh, người đại diện cho thương hiệu trầm hương nguyễn à, trong đây rất là nhiều hình của anh uh, anh quả là một model uh, với uh, những cái sản phẩm của trầm mà đeo ở trên người và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người khác ở trong đây nữa, à, quý vị có thể đến đây rồi quý vị có thể chiêm ngưỡng và nhất là về kiến thức của trầm khai thác như thế nào thì trong đây họ sẽ đi rất là cận kẽ à, cũng như là những hình ảnh trình bày đây rất là đẹp thưa quý vị. Bây giờ á, anh, thấy là nhiều cái sản phẩm ở đây Tuy vậy thì cũng có những sản phẩm khác giống như là từ nhang bên, dạ, bên đó đó em Nhang rồi đó. nụ đó. rồi bột trầm Nghĩa à, là từ thấp ở dưới cho đến tự thật cao ở dạ, trên Dạ đúng rồi 300 ngàn cũng có luôn Dạ đúng rồi à, Thì hồi nãy chương trình mà giảm giá của em đó thì nó, nó đòi hỏi ở một cái giá nào mới giảm giá mới làm à, bất kỳ cái cả, sản phẩm nào Tất cả sản phẩm luôn đều là 20% hết nhưng mà hương nguyễn có nói rồi chỉ có kỳ nam và trầm chìm nước là không giảm thôi à. dạ còn toàn bộ ừ. nhang nụ trầm bột trầm hay là sản phẩm đều được giảm 20% phần trăm hết ừ. nhưng mà thí à, dụ như à, hương nguyễn nói như thế này thí dụ như cái vòng này đi thí à, dụ như cái vòng này nha thí à, dụ như cái lắc tay này đi thí dụ như cái lắc tay này đi Đẹp là riêng cái tiền vàng của nó là wow, nhiều à. À, riêng cái tiền vàng của nó là 2 ngàn 2.000 đô đi. Đó, về thì đó. Hương Nguyễn sẽ giảm trên cái tiền trầm thôi, không có giảm trên 2.000 đô tiền vàng. Ừ. Dạ, từ vì vàng không có giảm. À. Đó chỉ giảm 20% phần trên cái tiền trầm Ví dụ cái lắc này là 16.800. À. Dạ. Thì mình sẽ trừ ra 2.000 tiền vàng. Mình sẽ dạ. trừ ra 2.000 tiền vàng thì dạ còn ơi. lại là 14.800. Thì mình giảm trên 20% của 14.800 thì cũng rất là nhiều. Em cái này là mẫu cho đàn ông hả? Dạ, đúng rồi nhưng mà nữ cũng có anh ồ oh, dạ em mấy cũng chị ơi, khách cũng có làm công cưng ông xã nè mùa thanh ký viên nè <laughs> ông xã lặn lội làm cực nhọc nè <laughs> nhưng mà không phải cái nào cũng mười mấy ngàn đâu nhau quý vị quý vị muốn đặt những cái loại trầm giá thấp hơn thì công ty trầm nguyễn vẫn làm chẳng hạn ừ. nhưng mà tại vì mình muốn làm cái hàng này cao cấp là vì là à, khi mà mình xới tròn á, trầm mà mình tiện xới tròn đó quý vị là nó à, mùi nó nhiều hơn khi tiện xới dọc ừ. và xới dọc thì cái mùi nó sẽ giảm 30% nhưng mà mình bọc vàng kiểu này nữa mình bọc hai wow. đầu luôn, và dạ, mình bọc hai đầu luôn thì nó sẽ bị giảm mùi trầm cho nên là không có muốn làm những cái hàng mà à, ít dầu mà làm ra những cái lắc ừ. như thế này, nó sang quá. Dạ rồi. nhưng mà khách hàng nếu muốn đặt rẻ hơn loại trầm giá thấp hơn thì công ty trầm Hôn Nguyễn vẫn làm cho quý vị nha. Nha. À. Rồi dạ. à, có nghĩa là ngoài cái chuyện ở đây em có đã có những hàng sẵn, còn dạ. em cũng sẽ làm theo ý khách hàng. Đúng rồi. Dạ em sẽ làm theo đơn đặt hàng của khách. Ừ, hay quá giống như một tiệm vàng vậy ta dạ thì đây nè giống như giống như một cái cặp vòng như thế này nè anh thấy không nó có chữ à. À, bữa hỏng cô thanh tiền á à. cũng có đặt một chiếc là hai chữ t là thanh tiền à. đây nè em khắc chữ tài lộc của nam nữ nè Đó, à. có chữ tài lộc thấy không của nam nữ à. thì à, người ta có thể đặt à, cái này là người ta đặt vợ một cặp vậy cho hai vợ chồng hoặc là tình nhân à, nhưng mà người ta sẽ đặt theo cái tên của người ta à. giống à. như là cô thanh tiền là cổ đặt theo cái tên của cổ nè À. à rồi uh, ca sĩ phùng ngọc huy cũng đặt theo cái tên của phùng ngọc huy nè à, à rồi anh anh đen nhà Win đó anh biết không anh đe nhà Win mà mà làm về tượng đồ làm về tranh rồi đó à. À, đó anh đe nhà Win cũng có một chiếc cũng tên đe nhà Win luôn dạ yeah. yeah. còn đang nguyên thì chắc là đa, là đang nguyên đúng <cười> rồi <cười> thấy yeah. là mình có đeo đó à, đúng rồi mình có thể đặt cái uh, uh, cái tên cái tên trên cái sản phẩm dạ yeah. yeah thì được công ty Trọng Nguyễn vẫn làm. Nhưng mà mình đặt vào ừ. tháng 20 tháng 11 tới 20 tháng 12 là hết chương trình chương khách hàng à, thì sẽ không được giảm 20% nữa cho nên nếu ừ. bây giờ mình muốn sở hữu một cặp vòng như thế này dạ. thì mình đặt trước cái ngày 20 tháng 12. Ừ. Dạ. Nhất là các chị, các anh nè, hoặc là các người con mà muốn làm quà cho cha mẹ đó Tết cũng gần tới nơi rồi. Dạ. Ngoài cái chuyện mà than sĩ viên là cái lễ tạ ơn để mình có cơ hội để mà uh, tỏ cái tấm lòng của mình Đối với người thân yêu. Dạ, yeah, trầm ừ. là nó mang tới cái uh, sức khỏe và cái sự may mắn cho nên là mình uh, đó là một cái món quà ý nghĩa để mình tặng cho người thân. càng ngày càng ngày em thấy người ta đeo nhiều á, đi ra yeah. ngoài phía uh, ngoài đó. Dạ. Yeah. Uh, hồi xưa thì ví dụ như đa phần này vàng rồi bây giờ thì đeo cái này mới là fashion. Dạ. Yeah. mà tiền nữa. Trời ơi đeo này có, có chụp hơn tiền nha, yeah, có có rất nhiều mẫu, có rất nhiều mẫu nó mắc hơn uh, giống như có nhiều có mẫu này nè, anh thấy có nhiều cái mẫu rất là đặc biệt bên công ty em nó có rất nhiều mẫu rất là đặc biệt. Oh, mà đây yeah. là mẹ quan âm à Ồ, dạ ơi. đó rất là đẹp wow. luôn xong rồi ở phía sau nè và wow. dạ, ở phía sau wow. là có cái đám mây nè anh thấy không ôi đó. ôi và cái này là không có tạo hình có nghĩa là có tạo hình mẹ quan âm nhưng mà cái cục uh -huh. cái khối trầm á là không có tạo hình. Cái khối trầm là nó nguyên khối như thế này nè là à. bên công ty tụi em bọc vàng thôi. Cho nên là cũng sẽ không có cái thứ hai y chang vậy. Và ừ. dạ, ừ. nó có bên công ty em nó có rất nhiều mẫu độc lạ là không bao giờ kiếm được một cái thứ hai well, dạ well. nếu mà ai mà muốn coi như là đam mê chồng và sở hữu trồng thì những món độc lạ rất là nhiều chẳng yeah. hạn như cái cộng dây chuyền này đó cộng dây chuyền này là đan nguyên cũng có đeo chụp hình rồi đó à. À, cộng dây này em sẽ lấy cho anh coi là cái cục trầm nó như vậy đó rồi tụi em bọc vàng thôi chứ tụi à. em cũng không có đây tụi em đâu có tạo hình đâu à. cái này là nó nguyên cục vậy nè đó rồi cái mình mình bọc vàng thôi ồ oh. yeah. wow. nhìn, nhìn nó thô tuy nhiên cái đó là uh, trầm thật trầm, yeah. uh, xịn đó <laughs> yeah, đúng rồi đó mình không có tạo hình nhưng mà cái này là anh nào ngầu 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 thích thì đeo sẽ không bao giờ có cái thứ hai y chang đó, vậy buổi ghế dạ yeah. không yeah. có cái thứ hai y chang vậy nó có nghĩa là bên công ty em có rất nhiều cái mà có có nhiều người khách quen á sở hữu tới chín mười món cho mình luôn dạ ừ. yeah, người ta người ta cứ lâu lâu là người ta gom tiền là nó mua một món lâu lâu gom tiền là mua một món giống như cái là cái vui nhất anh vậy. anh thấy tại vì như hương nói là mỗi cái sản phẩm nó đều có cái hương khác nhau cái mùi khác nhau đó dạ yeah. thành ra thí dụ như nãy nói là có người có mà bảy tám chín cái mẫu khác nhau yeah. có thể là cái mùi vị sẽ cũng khác nhau dạ yeah, đúng rồi Buổi sáng ngồi mà trải nghiệm đó thôi trời xuống <laughs> quá luôn <laughs> mỗi một cái vùng đất nó sẽ tạo ra cái thổ nhượng đó nó sẽ tạo ra một cái mùi trầm khang khác nhau uh -huh. nhưng mà đối với trầm thì là tất cả cái gì hửi vào nó sẽ thông thoáng nó dễ chịu và nó giúp mình thư thái đầu óc còn cái hàng giả đó mình hửi vô nó sọc mùi liền nhưng mà nó sẽ nghẹt ở đây nè nó sẽ ngẹt nghẹt ở đây nè nó không có thông lên một hồi nữa em sẽ cho anh trải nghiệm thử và oh, yeah, yeah. cái nhìn là cái mình nhìn là hương nguyễn tới tại tới tại tiệm thì hương nguyễn phân tích cho quý vị nhìn giữa cái giả và cái thiệt ngoài cái nhìn ra là cái cái mũi của mình ngửi được cái mùi nữa ừ. Mm. nhà yeah. còn nếu như mà mình có một cái hàng giả thôi thì mình nghĩ nó là trầm nhưng mà khi mình hửi được giữa cái giả với cái thiệt mình đúng sẽ rồi. biết được, mình sẽ phân biệt được ngay luôn và liền luôn. Giống như anh quê quá đó, hồi nãy giống như hương đưa đó, dán cái mùi nhưng mà không biết. Không biết đúng không? Hồi nữa xong đi em sẽ cho anh trải nghiệm giữa hai cái mùi giả và thật nó như thế nào. Trời nhưng mà công ty Trầm Hương Nguyễn là không có bán hàng giả nha quý vị nha. À, tất cả là đều là hàng núi rừng mọc tự nhiên và cái trầm do con người trồng cấy có hai loại chứ không có bán hàng mà À, sánh chìm, sánh ghép hay là tóc giường phủ keo nhựa màu hay là xử lý keo rồi là không có nha quý vị nha. Yeah. Đó thì à, thôi vì bây giờ à, những phút cuối rồi à, hư sẽ đi ra ngoài để mình anh quay một rồng ở ngoài tiệm mình đi ha. Chị em đâu có trình diễn thời trang à. đâu. <cười> <cười> để, để có điều gì mà không muốn à, nói đến quý vị khán giả nè. Đứng ngoài dạ. này á, có đây có chữ Cam uh, Nguyễn. Nguyễn. Dạ đấy à, sức khỏe may mắn và đẳng cấp của bạn dạ à, à. À, và đây thì hương nguyễn cái, cái lời cuối mà trước khi chào tất cả quý vị khán giả đó thì hương nguyễn có một cái lời chia sẻ à, à, trong tâm của hương nguyễn luôn á là quý vị ơi mình đừng có có nhiều người mua rất nhiều hàng giả nơi khác rồi và người ta mất lòng tin với trầm hương luôn người ta nói là chị mua ba bốn chỗ chỗ nào chị cũng thấy người nổi tiếng quảng cáo rất là nhiều nhưng mà chị cũng mua nhầm hàng giả À, chị cảm thấy là chị bị nản nản lòng khi mà chị không muốn tìm nữa và trong khi hồi đó là chị kể là ngoại đồ của chị ấy là có cái chuỗi trầm hương và chị hửi cái mùi đó chị nhớ tới bây giờ luôn chị cứ đi tìm được một cái trầm hương thật nhưng mà chị đã mua hai ba chỗ rồi toàn là cũng nói là à, mấy trăm năm tuổi rồi nói nói quá trời nói luôn mà cuối cùng mua về vẫn là hàng giả thì hương nguyễn à, có một cái lời khuyên với lại tất cả anh chị em như thế này à, trước khi mình mua trầm thứ nhất là mình phải tìm hiểu ai hiện tại đang là chủ của cái 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 chồng đó chứ đừng có thấy người này review người kia review và cái hai nữa là ai hiện tại đang là cái gương mặt đại diện cho cái công ty đó có đáng tin cậy hay không à, ừ. cái thứ ba nữa à, là như thế này cái thứ ba nữa là mình mua là mình đừng có à, có nghĩa là mình nó không phải là giống như hồi nãy hương nguyễn có phân tích đó ở bên ngoài thì nó là hàng tóc giường, hàng gió giường xử lý keo và mùi và màu rất là nhiều. Và khi mình nói người ta hàng giả người ta cũng không chịu. Vì dân trong nghề như công ty trọng Nguyễn sẽ gọi đó là hàng tóc giường đã qua xử lý. Nhưng mà khi đã qua xử lý keo và mùi và màu của hóa chất thì sẽ rất là độc hại cho sức khỏe cho mọi người. Cho nên khi mình mua nó phải là hàng zin 100%, không có tạp chất hay là hóa chất gì hết thì nó mới mang đến cái sự bình an và cái sức khỏe cho tất cả mọi người. À, cho nên là mình đừng có À, mình chưa đủ duyên chưa chưa đủ duyên để mà tìm gặp nhau thôi. À, cứ đến công ty Trầm Hương Nguyễn để trải nghiệm, không mua cũng không sao, nhưng mà ít nhất Hương Nguyễn cũng à, chia sẻ được những cái gì mình biết được, à, ít nhất cũng gieo duyên để cho tất cả những anh chị em không phải mua lầm những cái sản phẩm trôi nổi ở thị trường bên ngoài. Dạ và có nhiều người so sánh giống như là à, tại sao công ty Trầm Hương Nguyễn bán mà cái hàng đen đen tới 8 10 ngàn mà à. người khác ta bán có 3 400 đô. Dạ nếu mà Quý vị cứ tưởng tượng thử một cái điều là một cái lỗi trầm nó có ba lớn ba lớn vậy thậm chí nó nhỏ nhỏ vậy nè Mà để tiện ra thành một cái sản phẩm như vậy Mà bán có ba bốn trăm đô mà nói mấy trăm năm tuổi thì quý vị ừ. nghĩ nó có thiệt hay không thì tự mình có thể suy nghĩ được điều đó à. yeah. Rồi một lần nữa rất cảm ơn Hương à, Kính thưa quý vị vừa rồi đó là những chia sẻ của cầu hương là chủ của trầm hương nguyễn ở đây cái tiệm mà độc nhất ở trong khu hương thái phước độc thọ mà ngay từ đầu tiến dũng đã quay cái đường đi cho quý vị nhìn thấy và mọi chi tiết quý vị cứ liên lạc ở số điện thoại cũng như là địa chỉ tiến dũng đã để dưới màn hình một lần nữa cảm ơn hương mến à, yeah. chúc hương nhiều may mắn cũng như là Sắp uh, tới nữa thì càng ngày càng ngày có nhiều khách hàng đến em nữa nha Dạ, yeah, cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều đã uh, đến đây quay để cho em uh, có thêm cơ hội để chia sẻ với lại uh, uh, nhiều uh, những người mà muốn tìm hiểu về trầm và muốn biết thêm về trầm. Rồi, yeah, bye bye <laughs>